Cuối video trước, Vương Lâm đã đột phá Nguyên Anh kỳ, đánh bại các lão tổ Nguyên Anh của Vân Thiên Tông, sau đó là cuộc hành trình trở lại Triệu Quốc báo thù rửa hận. Lúc này Tu Ma Hải đã trải qua một trận thay đổi rất lớn, sương mù tan hết, thay vào đó là những cơn mưa đen. Yêu thú bị nước mưa thấm vào cơ thể lại sinh ra dị biến. Từ đó yêu thú bắt đầu hoành hành tấn công tu sĩ, mà Vương Lâm muốn trở lại Triệu Quốc lại cần phải vượt qua Tu Ma Hải. Vì vấn nạn yêu thú quấy phá nên hắn không thể phi hành đi xuyên qua Tu Ma Hải được, cần phải tìm được nơi có truyền tống trận. Giữa đường đi tới Liên Mạc Thành tìm bản đồ, Vương Lâm đụng độ một con muỗi biến dị khổng lồ. Nhận thấy con yêu thú này rất có ích, thế là hắn đuổi theo tiêu diệt và luyện hóa nó thành ma đầu thứ tư. Vừa mới thu phục đã cho nó ăn nội đan của linh thú, ngay cả Hứa Lập Quốc cũng không nhịn được mà chê bai Vương Lâm lãng phí tài nguyên. Thực ra không phải vậy, con muỗi này thực sự là một con dị thú có huyết mạch cực kỳ phi thường, là hậu duệ của văn thú, được mệnh danh là một trong 9 loài dị thú của tiên nghịch. Sau khi hấp thu xong nội đan, thân thể văn thú lập tức biến đổi, cơ thể nó phát triển còn nhanh hơn thanh gióng. Cộng thêm việc con dị thú này có tốc độ bẩm sinh, di chuyển cực kỳ nhanh và linh hoạt, rất thích hợp để làm thú cưỡi. Đến chợ đen trong Linh Mạc Thành, Vương Lâm lấy ra vài viên nội đan trung phẩm để đổi lấy bản đồ có vị trí truyền tống trận. Lời này vừa nói ra lập tức bị người khác coi thường. Loại địa đồ thượng đẳng như vậy, có tiền cũng khó mua được, ít nhất cũng phải mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Với vài viên nội đan đó, sao mà đổi được? Nghe vậy hắn buộc phải lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, loại này gần như không xuất hiện nữa. Sau khi thấy hắn có món đồ chân quý như vậy, lập tức có người muốn cướp đoạt. Kết quả thì ai cũng có thể đoán được. Đám người cướp đoạt lập tức ăn một tia cực cảnh về đất mẹ. Lục lọi đồ đạc của bọn chúng, Vương Lâm vừa lấy được bản đồ vừa lấy được một cái vỏ kiếm thần bí. Bên trong vỏ kiếm phong ấn một cỗ sát khí khủng khiếp. Bỏ qua những chuyện đó, việc quan trọng hơn cần làm là đi tới nơi có truyền tống trận. Mặc dù cực phẩm linh thạch rất quý giá, nhưng hắn không có tiếc của cải, sẵn sàng tiêu hao 7 viên cực phẩm linh thạch để khởi động truyền tống trận. Sau 400 năm, cuối cùng hắn cũng trở lại quê hương. Đối với người tu tiên, quãng thời gian đó chỉ thoáng qua, nhưng đối với phàm nhân thì 400 năm lại là trải qua nhiều thế hệ. Căn nhà nhỏ mà hắn từng lớn lên vẫn còn y nguyên, cảnh vật còn đó nhưng người lại không còn nữa, thực sự là hoài niệm. Hắn thắp cho cha mẹ và tứ thúc mỗi người một nén nhang. Lúc này một thiếu nữ bước vào. Thì ra cô gái này là Vương Lưu Y, con cháu theo mạch của tứ thúc. Dù giữ lại đồ huyết mạch cho họ Vương, nhưng mà bọn họ cũng chỉ sống thoi thóp qua ngày. Trong người Vương Lưu Y lại bị rút đi linh căn khiến cơ thể vô cùng yếu ớt. Vương Lâm chữa trị cho cô gái rồi cùng nhau đi tới Vương gia ở Kinh Thành. Toàn bộ người trong Kinh Thành đều đã bị rút đi linh căn, khiến ai ai cũng yếu ớt, vật lộn sống thoi thóp qua ngày. Mới về đến thì Vương Lưu Y lại nghe tin tổ phụ sắp qua đời. Cô gái khóc lóc rồi cầu xin hắn giúp đỡ. Dù cô ấy không cầu xin thì hắn cũng sẽ giúp. Ngoài việc bọn họ là hậu duệ của dòng họ Vương còn may mắn sống sót thì hắn đã từng hứa với tứ thúc rằng sẽ bảo vệ đời sau của ông ấy để báo ơn. Đã giúp thì giúp tới cùng, Vương Lâm bố trí ra thêm cái trận pháp hấp thụ linh khí bao bọc xung quanh Vương gia. Điều này trực tiếp thu hút cao thủ của thiên đạo môn đi tới. Thế lực đứng đằng sau bọn chúng chính là Đằng Xa. Dám ở địa bàn của bọn chúng dừng ngoài, đây là đang chán sống mà. Trưởng lão thiên đạo môn lớn tiếng uy hiếp. Vương Lâm đáp trả lại lời uy hiếp đó bằng cách tặng cho lão cùng đồng bọn một vé xuống địa ngục. Sau đó, trực tiếp đi tới thiên đạo môn tính sổ. Ngô Tồn Tố với tư cách là môn chủ của thiên đạo môn, dù sao cũng là tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng lại phải nhẫn nhục, nghe theo mệnh lệnh của một tên nhóc tu vi kết đan của Đằng Gia. Chỉ vì lúc này Đằng Gia đã có tận 10 cường giả nguyên anh, thực sự là không đắc tội nổi. Nhìn thấy Vương Lâm có cùng cảnh giới với mình, lão cắn răng dũng cảm chọn cách liều lĩnh là xông lên. Kết quả lại không ngờ rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Thế vậy, con cháu đời thứ 19 của Đằng Gia là Đằng Huyền tái mặt, hoảng loạn tới mức không biết đường nào mà chạy. Vương Lâm chặn đường rồi bóp cổ trao hỏi. Đằng Huyền cứng đầu không chịu nói, còn lấy tên tuổi của Đằng Hóa Nguyên ra để uy hiếp Vương Lâm thả mình ra ngoài. Dọa nhầm người rồi nhóc ạ. Sau khi bị đập cho một trận thì gã ta cũng tiết lộ bí mật. Hóa ra toàn bộ Triệu Quốc đã được bố trí nhiều cái trận pháp dưới lòng đất để hút đi linh căn của tất cả phàm nhân và linh khí xung quanh, rồi cung cấp cho người của Đằng Xa tu luyện. Đằng Huyền định bóp nát lệnh bài để thông báo cho Tức Mặc lão nhân đến cứu viện. Ai ngờ Vương Lâm không những không sợ mà còn trực tiếp bóp nát lệnh bài thay cho gã ta. Lúc này, Tức Mặc lão nhân đang đắm chìm trong sự sung sướng. Vừa có rượu uống, hai bên trái phải lại có mỹ nhân ôm ấp, cuộc đời còn gì sung sướng bằng. Đúng lúc đang tận hưởng niềm hạnh phúc thì lệnh bài nứt vỡ. Biết Đằng Huyền xảy ra chuyện rồi, lão ta vội vã đi tới thiên đạo môn. Lão đâu biết rằng Vương Lâm và Đằng Gia có thâm thù đại hận không thể hóa giải.
Thế là Tức Mặc lão nhân chọn cách nói ra sức ảnh hưởng của đằng xa để dọa Vương Lâm đừng tự làm hại mình. Kết quả nhận được lại là đằng Huyền bị nổ tung thành vũng máu. Điều này làm cho lão toát mồ hôi. Nhìn thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, lão chỉ còn cách là mang theo đầu nam chính đi giao nộp cho đằng Hóa Nguyên để đổi lấy cơ hội sống sót. Năm xưa hắn không phải đối thủ của Tức Mặc lão nhân, còn hiện tại thì đã khác rồi. Tu vi của lão già này đã là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng lại không làm khó được nam chính. Hắn lấy ra cấm phiên, ngưng tụ cấm chế thành ba thanh kiếm giáng xuống đầu ba thân ảnh khổng lồ. Bùm một cái, người khổng lồ bị đánh tàn sát, Tức Mặc lão nhân bị phản phệ hộc máu. Sau đó Vương Lâm cũng giải thích nguyên nhân để cho lão được chết minh bạch. Kế tiếp, mục tiêu của hắn là 9 đệ tử Nguyên Anh nòng cốt của đằng gia. Hắn muốn để cho kẻ địch nếm trải cảm giác phải tận mắt nhìn thấy tộc nhân bị thanh trừ sạch sẽ. Nơi tiếp theo hắn đi tới là Vô Phòng Cốc. Đây từng là đại phái đứng đầu ngàn năm của Triệu Quốc, bây giờ lại vô cùng suy tàn. Đằng Cửu là người nhận được bồi dưỡng từ đại trận linh mạch. Tu vi của tên này chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng mà bên trong Vô Phòng Cốc lại không có đối thủ. Đệ tử của đằng gia nhờ vậy mà coi trời bằng vùng. Vô Phòng Cốc dần dần bị thôn tính, liên tiếp mất năm chức vị trưởng lão vào trong tay các đệ tử đằng gia. Điều này làm cho trưởng môn vô cùng bất mãn, nhưng lại không dám lên tiếng. Đó là cho tới khi Vương Lâm xuất hiện, hắn hiên ngang dùng một chiêu phá vỡ đại trận rồi thẳng thừng tuyên bố, mình hôm nay đến đây là để lấy mạng người của đằng gia. Tên Đằng Sơn vừa mới chiến thắng được một gã đệ tử hạch tâm của Vô Phòng Cốc và được thăng lên làm chức vị trưởng lão. Nghe lời tuyên bố đó, Đằng Sơn chỉ tay khiêu khích. Vương Lâm không thèm quay lại nhìn mặt mũi gã ta như thế nào. Hắn trực tiếp dùng cực cảnh làm thịt Đằng Sơn. Điều này làm cho trưởng lão Đằng Cao hoảng sợ. Lão vội bóp nát lệnh bài để thông báo cho Đằng Cửu đến tiêu diệt Vương Lâm. Đằng Cửu ngồi trên chiến thắng đã lâu, rất nhiều người đến khiêu chiến tranh giành vị trí đệ tử nòng cốt của đằng gia. Nhưng mà những người dám thách thức đều bị làm thịt cả rồi. Điều này làm cho Đằng Cửu khao khát tìm được đối thủ xứng tầm. Nay nghe tin Vương Lâm chủ động tới gây sự, gã vô cùng vui sướng. Thấy chỗ dựa đã đến, Đằng Cao lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo và nhanh chóng kể tội của Vương Lâm. Tên Đằng Cửu này tu luyện công pháp đặc thù giống như huyết khí, đồng thời còn luyện hóa rất nhiều khôi lỗi Nguyên Anh kỳ. Họ chính là những tu sĩ đã bỏ mạng dưới tay gã ta. Vương Lâm điều khiển phi kiếm tấn công nhưng bị khôi lỗi ngăn cản. Nhưng mà điều đó lại không làm khó được nam chính. Hắn đã khắc cấm chế lên các thanh kiếm, chỉ cần điều động linh lực là sẽ phát nổ. Rất nhanh đám khôi lỗi cũng bị nổ cho tàn xác. Sau đó hắn lại bồi thêm một chiêu nữa đánh trọng thương Đằng Cửu. Chứng kiến thực lực cường hãn của Vương Lâm, Đằng Cao lập tức tái mặt. Phía Vô Phòng Cốc thì rơi vào đường cùng rồi, bởi vì Đằng Cửu đã bỏ mạng tại đây. Đằng Hóa Nguyên sẽ không tha cho bọn họ, giờ chỉ còn cách là đứng lên khởi nghĩa mà thôi. Nghe tin đại trận linh mạch bên dưới Vô Phòng Cốc bị hủy, Đằng Hóa Nguyên phẫn nộ vô cùng. Lão hạ lệnh cho ba cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ dẫn theo đệ tử đi về bắt Vương Lâm.